Nếu như thực sự chúng ta có thể quay trở lại quá khứ, em vẫn muốn được quay về năm 19 tuổi. Này cô kia, tính theo tôi tới khi nào đi? Đến khi anh phát hiện tôi. Nè anh gì đó ơi, bộ anh không nhớ tôi hay sao hả? Người học luật có trí nhớ rất tốt, không phải sao? Khả năng ghi nhớ có hạn, không nên lãng phí vào những chuyện không cần. Được rồi, tôi tin anh học luật rồi. Hẹn chi nghiêm túc dễ sợ. Tôi đến là để thực hiện lời hứa của mình. Gửi hình lại cho anh nè, coi đi. Hình rất đẹp đúng không? Đây là lần đầu tôi xử lý ánh sáng tốt như vậy đó. Anh có nhìn thấy ánh mặt trời đang xuyên qua tán lá không? Rất là đẹp, đúng không? Thôi được, tôi nhận rồi. Cảm ơn. Nè, anh nói nhận hình rồi cảm ơn là sao chứ? Giữ luôn không trả lại cho tôi hả? Trả lại cho cô. Đương nhiên rồi, hình là do tôi chụp mà. Không lẽ anh muốn giữ luôn hay sao? Nè cô bạn, cô có chắc chắn là muốn tranh cãi về quyền sở hữu với một sinh viên năm 2 khoa luật không? Anh có ý gì? Hình, hình là do tôi. Cảm ơn cô. Sao tự nhiên thành của anh vậy? Nè, hay mời tôi ăn cơm đi. Nè, mời một bữa cũng được mà. Tôi rửa hình cho anh cũng tốn tiền chứ bộ. Chào, lâu rồi không gặp, đàn anh ha. Wow, đúng là trùng hợp thiệt. Chúng ta không học cùng khoa nên cô không cần gọi tôi là đàn anh. À, đúng 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 đúng. Vậy gọi anh là gì đây? Ê, gọi là Hà Dĩ Thâm nha. Không được không được không được. Gọi Hà Dĩ Thâm là gọi cả họ tên rồi. Như vậy thì thất lễ quá. Hơn nữa sẽ không làm anh nhớ chuyện anh còn nợ tôi bữa cơm sườn xào chua ngọt. À, tôi biết rồi. Tôi sẽ gọi anh là Dĩ Thâm. Tôi nghĩ là chúng ta không thân nhau tới mức đó đâu. Nè Dĩ Thâm, anh vẫn chưa biết tên tôi có đúng không? Tôi là Triệu Mặc Sên. Triệu chính là họ của tôi. Mặc là chữ mặc trong trầm mặc, Sên là một loại nhạc cụ. Tên tôi còn có sự tích nữa đó. Nó xuất xứ từ thơ của Từ Chí Ma. Lặng thầm là khúc tiêu biệt ly, trầm mặc là khang kiều đêm nay. Rất dễ nhớ đúng không? Tôi biết mà. Hả? Cô có viết ở đằng sau tấm hình đó. Ờ đúng rồi ha. Có vậy mà tôi cũng quên mất. Nếu như tôi mời cô sườn xào chua ngọt thì cô sẽ tha tội cho tôi chứ? Nhưng tôi có làm gì anh đâu. Tôi đi theo anh chỉ vì món sườn xào chua ngọt của nhà ăn số 3 thôi mà. Vậy nghĩa là ngày hôm qua cô theo tôi vì món thịt, còn hôm kia thì đi theo vì món cá hấp phải không? Tuyệt vời. Anh Hà thực sự là quá giỏi. Không hổ danh là sinh viên khoa luật, khả năng suy luận là số 1. Cảm ơn cô nha. Khả năng phá án của tôi cũng không tồi. Hôm kia chính là thứ tư, thì nhà ăn số 3 chắc chắn sẽ không nấu món cá hấp. Vậy hả? Thì thôi. Anh đi đâu vậy? Để tôi với. Tôi đã suy nghĩ rồi. Nếu như 3 năm sau cô là bạn gái của tôi, vậy sao bây giờ tôi không sớm sử dụng quyền lợi đó của mình? Được rồi, đi thôi. Sườn xào chua ngọt nha.
Chúng ta phải biết cách thông qua hiện tượng của sự việc để phát hiện ra bản chất của vấn đề. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta xác định được rõ ràng các mối quan hệ giữa những cá nhân và trách nhiệm pháp luật mà từng người họ đảm nhận. Giờ tôi muốn hỏi các em, trong vụ án mà tôi vừa nêu, bốn người A, B, C, D nên phán xử như thế nào? Ai có thể trả lời câu hỏi này? Mời bạn nữ đó. Ê, bạn nữ ngồi hàng ghế số 3. Chính là em. Em trả lời thử xem, nên phán xử bốn người A, B, C, D sao đây? Anh không biết. Thấy chết không cứu, anh đúng là nhỏ mọn thiệt đó. Sao vậy? Một câu hỏi đơn giản như vậy mà phải nghĩ lâu vậy sao? Và phải bắt bỏ tù hết. Thưa thầy, cô ấy không học khoa mình. Ồ, không lẽ em có hứng thú với tiết hình pháp của tôi nên tới nghe giảng sao? Thầy ơi, người ta là theo bạn trai đi học đó thầy. Đi với bạn trai hả? À, xin hỏi bạn gái của người nào vậy? Đứng lên đi. Dạ của em. À, bạn Hà, chỉ một mình em học tốt chưa đủ đâu, giáo dục trong gia đình cũng rất quan trọng đó. Em đường đường là bạn gái của một cử nhân luật mà lại mù tịch về luật như vậy, sau này khi cưới về thì làm sao mà giữ được thể diện cho ông xã em đây? Ai kêu anh không chịu giúp em? Sinh nhật vui vẻ, Dĩ Tâm. Hôm nay em đi đâu vậy? Quà anh đâu? Hôm nay em chạy khắp thành phố để mua quà sinh nhật cho anh, nhưng không chọn được món nào vừa ý hết. Xin lỗi nha Dĩ Tâm, đáng lẽ em phải chuẩn bị sớm. Thôi đi, mau nhắm mắt lại. Hả? Rồi sao nữa? Em sẽ không đi đâu hết, để tất cả chúng ta đều được sống vui vẻ. Vậy em dự định sẽ tốt với anh như thế nào đây? Không cho anh thức khuya đọc sách, hoặc là em cố gắng qua được 800 mét, hay thứ tư hàng tuần anh không cần xếp hàng mua sườn xào chua ngọt cho em nữa? Dĩ Tâm, ngày mai chúng ta đi ăn sườn xào chua ngọt có được không? Được. Ít ra có em ở bên cạnh, anh sẽ không bị đau dạ dày. Em chăm sóc cho anh được hả? Chắc là không được rồi. Nhưng anh phải chăm sóc cho em mà, cho nên sẵn tiện cũng chăm sóc cho bản thân của mình luôn. Để anh nhìn thử coi da mặt em dày cỡ nào rồi. Em có nói gì sai đâu. Nè nha, để em ăn uống đầy đủ đúng giờ thì anh sẽ phải ăn cơm cùng với em. Em nghĩ lúc đó chắc là anh đã đi làm, em cũng lên năm thứ tư, việc học cũng nhẹ nhàng, hàng ngày em có thể đi tìm anh rồi. Mỗi ngày chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm, ít ra anh cũng sẽ không bị đau dạ dày. Hình như trường học cách nơi làm việc của anh hơi xa. Vất vả rồi. Không xa. Đi xe buýt cũng phải mất một tiếng lận đó. Năm thứ tư em không còn ở trường nữa, anh đã thuê một căn phòng
ở gần công ty của anh. Em đến đó sẽ gần hơn. Và lúc đó chắc chắn em đã cùng ở với anh rồi. Nhanh lên. Để em một chút. Cái này nặng lắm đó. Sao thùng này nặng quá vậy anh? Từ từ thôi, từ từ. Để ở đâu đây? Để xuống. Chắc là không sao đâu. Mệt quá, nghỉ ngơi một chút đi. Qua đây ngồi đi anh. Nè, đồ của anh nhiều như vậy, khi nào tụi mình mới dọn xong đây? Em qua đây ở với anh đi. Hả? Em không thèm qua đây ở với anh đâu. Lúc đó hình như em mới học năm thứ tư. Năm tư của em đa số là học buổi chiều, nên ở cho anh tiện hơn. Sao anh biết được em toàn học buổi chiều chứ? Anh xem rồi. Anh đã xem thời khóa biểu năm tư của em hả? Nhưng thực ra lúc đó em đang ở bên Mỹ. What's today special? Chicken very good. Chicken? Yes. Oh, chicken. No chicken. We don't like to eat chicken. Can you please recommend me something else? Sorry, pardon. Yeah, well, I don't know, you know. For example, what's your clients usually order here? No, or what's your favorite dish? What do you like to eat here? Yeah? Sorry, sir. My English is very poor. No problem. I just say we don't like to eat chicken, you know, chicken. What but about? We want some. Oh, hi, sir. What can I do for you? Oh, hello. Your English is very good. Thank you. Well, we don't want to eat chicken, so I... Em có thể tốt nghiệp là giỏi rồi. Vậy tốt nghiệp chúng ta sẽ ở cùng nhau. Tiếp tục đi. Được thôi, cứ coi như em bị anh ép phải qua ở cùng với anh. Sau đó thì sao? Cơ bản thì anh sẽ để em chủ động đề xuất trước. Biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà. Lúc đầu là em theo đuổi anh, khó khăn lắm anh mới động lòng. Anh lại lừa em để em đi tìm anh thừa nhận. Rồi tới kết hôn cũng là do em nói trước. Anh đúng là ôm cây đợi thỏ. Không đúng, là ôm cây đợi heo. Cái này đúng nè, ôm cây đợi heo. Tiếp theo thì sao? Tụi mình sẽ thuê một căn hộ có 3 phòng riêng được không? Hả? Em còn muốn có 3 căn phòng riêng nữa hả? Lúc đó tài chính của anh hạn hẹp. Em ráng chịu một chút nha. Em không chịu đâu. Vậy là em cũng đã học xong nửa năm tư rồi, cho nên đi tìm một công việc tử tế. Không lẽ em bị thất nghiệp? Đúng vậy. Vậy cũng được. Dù sao thì cuộc đời thuận lợi quá cũng không còn gì thú vị nữa. Vì em không tìm được việc làm nên phải ở nhà. Không lẽ cứ như vậy hoài? Em ở nhà lo sắp xếp nhà cửa. Mình mua được nhà sớm vậy hả? Ừ. Năm đó anh thắng được một vụ kiện rất khá,
Lão Viên lợi hại nên nhận được không ít tiền, đủ để đặt cọc rồi. Mấy anh giỏi thiệt đó. Phải vậy thôi, bởi vì nuôi em áp lực lớn quá mà. Rõ ràng em rất dễ nuôi mà. Được rồi, vậy mua được nhà xong, chắc là em cũng đã tìm được việc làm. Sau đó thì sao nữa? Kết hôn? Đừng có nói là anh để em cầu hôn luôn đó nha. Không đâu, anh sẽ giỏi hơn em. Đúng là nhà mới có khác. Chúng ta kết hôn đi. Đi liền nha. Bây giờ hả? Đừng lề mề nữa, đi liền đi. Đi. Thôi không nói đâu. Nếu biết chắc là anh ấy sẽ cười mình cả đời. Tụi mình đã kết hôn rồi, vậy khi nào chúng ta sẽ sinh con? Nè, bây giờ thì sao? Anh muốn có con chưa? Từ từ đi. Anh không muốn chúng ta có con sớm như vậy. Vậy lần sau nếu Thiếu Mai lại hỏi em vì sao chúng ta lâu rồi vẫn chưa sinh con, em có thể nói như vậy không? Vì anh có vấn đề. Anh hy vọng cái mà em đang muốn nói không phải là thứ mà anh đang nghĩ tới. Thôi được rồi mà, đừng nói nữa, em ngủ đây. Được. Nếu như thật sự quay về lúc trước, liệu mọi chuyện có xảy ra như vậy không? Anh không định qua chào hỏi một tiếng sao? Triệu Bằng Sơn, em có biết mấy năm qua tôi hận em cỡ nào không? Bây giờ tôi chỉ muốn biết, nếu lúc đó em biết tất cả mọi chuyện thì liệu em có bỏ đi không? Em xin lỗi. Còn bây giờ? Bây giờ là sao? Bây giờ em có muốn quay về bên tôi không? Tôi không định lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện này, cũng không có hứng thú làm quen lại từ đầu, tìm một tình cảm mới, nên em là phù hợp nhất. Em xin lỗi. Em không cần trả lời tôi nhanh như vậy. Em có thể... Em đã kết hôn rồi. Em vừa nói gì? Em kết hôn rồi. Anh không muốn bắt đầu lại một lần nữa. Bụng mình chưa xẹp xuống nữa mà áo cưới sẽ xấu lắm cho coi. Tới giờ rồi, tới giờ rồi. Mặt Sơn à? Mặt Sơn, chuyện chụp hình tôi nhờ cô nha. Giờ tôi phải đi đây. Nè, sao lần nào cô cũng nhờ tôi vậy? Còn lộ diễn phong nữa mà. Tôi thương cô mà, cảm ơn. Mặt Sơn à, buổi chụp hình sáng ngày mai cô có thể giúp tôi làm được không vậy? Tôi phải đưa vợ tôi đi khám thai nha. Cảm ơn nha. Vợ anh hả? Thiếu Mai là...
lại có thai rồi. Trời ơi, sao tự nhiên con bị sốt rồi nè? Ôi, sao vậy con? Ơi, sao vậy? Thiệt là anh này làm cho con thức đó hả? Đâu có, con mới dậy mà. Con trai. Mẹ ơi, mẹ. Con nè, con nè. Bây giờ trong báo không nhìn thấy hình của em đâu hết. Anh nhìn thử đi, trên tivi cũng đâu còn phim em đóng nữa. Em nói với anh rồi mà, em mới đi làm lại được mấy tháng thì tự nhiên lại có thai đứa thứ hai rồi. Được rồi. Thôi. Em thấy chưa, em khóc làm con cũng khóc rồi nè. Thôi nín đi con. Giờ phải phục vụ không những một mà tới hai người luôn. Đừng khóc nữa. Nè, nước ấm. Nước ấm đó em. Thổi cho nguội đi. Thổi đó hả? Được rồi con ngoan, đừng khóc. Nín đi, ngoan nha, ngoan. Hả? Có ai gõ cửa kìa? Ra liền. Xin chào cả nhà. Mà lớn quá. Hai người tới rồi hả? Không sao, được rồi. Không sao. Ôi, không sao. Được rồi mà. Cậu sao vậy hả? Ôi, đem quà cáo gì nhiều vậy? Anh ngồi xuống. Anh ấy phiền phức lắm, chắc là không cần đi làm hay sao đó. Ngày nào cũng lượn qua lượn lại bên cạnh mình hết đó. Phiền chết được. Em nói vậy mà nghe được á hả? Con lại khóc nữa rồi nè. Ngoài nha. Thấy chưa, anh lại làm cho con khóc được kìa. Bước đi nè, con có nhớ cô không hả? Ơi. Thôi, đừng khóc mà. Hay là con đói bụng, mà lấy sữa nha. Con có nhớ cô không? Hình như là con nhớ đó. Vậy còn chú thì sao? Con trai, ba với chú, ai đẹp trai hơn? Con đã hết khóc nhẹ rồi hả? Bước đi của chú là đẹp trai nhất. Nè, hai người cưới nhau cũng được 2 năm rồi, sao vẫn chưa có vậy? Mình cũng muốn có lắm chứ. Anh ấy còn muốn hả? Ngoan. Tại sao vậy? Mình thấy anh ấy thích trẻ con mà. Nhìn đi, cũng vui vẻ lắm chứ bộ. Mình không biết. Hay là vì chuyện gia đình của anh ấy? Theo mình nghĩ cũng có thể là như vậy. Cứ để tự nhiên đi. Con nhìn họ kìa. Con sao vậy hả? Mà uống đi, quên mà. Ôi. Nè, thôi sao lại khóc nữa rồi? Ngoan nè. Đến nhà con. Anh đó, có phải sữa bị nguội rồi không hả? Đâu có. Anh đi pha lại liền cho em. Nhanh lên. Đừng tức giận. Nhanh lên đi. Đừng khóc mà, anh biết rồi, biết rồi. Nhanh lên, đi pha lại đi. Nhanh lên. Dĩ Thâm, anh hình như anh không thích trẻ con, có đúng không? Đâu có. Vậy là vì anh còn nhớ chuyện ba mẹ sao? Em đang nói gì vậy? Em không thể hiểu anh được. Chỉ là anh cảm thấy hai chúng ta vừa mới được ở bên nhau, nếu có thêm một người nữa tới góp vui thì không có tiện lắm. Là chuyện này sao? Được, nếu em muốn có con như vậy thì làm thôi. Thật hả? Thuận theo tự nhiên. Mình mau về nhà thuận theo tự nhiên đi. Bây giờ hả? Đi thôi. Giờ mà đọc cuốn sách này liệu có sớm quá không anh? Em nghi ngờ hiệu suất làm việc của anh. Nhưng mà chúng ta mới thuận theo tự nhiên được có nửa tháng. Vậy nên sau nửa tháng nữa là mình dùng tới nó rồi.
làm gì đó. Sao vậy? Em đã trễ một tuần rồi đó. Là sao? Đợi em một lát nha, anh đi về liền. À, anh mua đồ ăn sáng hả? Em muốn ăn cháo lá dứa với há cảo tôm. Anh về rồi hả? Nè. À, há cảo với lại cháo lá dứa nữa. Đi. Hiệu suất làm việc đúng là cao thật. Lão Di, là tôi đây. Vụ án của nhà họ Chu, cậu xử lý đi. Sắp tới tôi sẽ rất bận. Cái gì? Tại sao lại giao cho tôi chứ? Tôi phải coi mắt, tôi cũng bận lắm mà. Tôi phải chăm sóc cho mặt sên. Em do Quỳ Bình hả? Không phải. Là cô ấy có thai rồi. Cái gì? Ê, cậu dám đi trước tôi một bước hả? Chuyện này cũng bình thường mà. Chào vị trưởng Trương, tôi là Hà Dĩ Thâm. Tiêu Tiêu, anh là Hà Dĩ Thâm đây. Em hãy gói lại hết số tài liệu và sách khi có thai cho anh nha. Ờ, chút nữa anh qua lấy. Anh làm hết mọi việc rồi, vậy em làm gì đây? Đúng. Em làm gì đây? Không cần phải làm gì hết. Em thấy hạnh phúc lắm, chị Thơm. Lúc trước em nghĩ có thể tìm được anh là trọn vẹn lắm rồi. Thì ra vẫn còn có thể trọn vẹn hơn nữa. Mặc Sên à, phụ nữ có thai phải bồi bổ thì sinh con ra mới khỏe mạnh được. Mẹ à, mẹ đừng dạy hư Mặc Sên nữa mà. Có thai hay là thiếu máu, chị đều phải ăn nhiều táo tàu hay đậu đỏ cũng được, nhưng không nên ăn nhiều đồ bổ. Ví dụ như là nhân sâm nè, thảo dược quý hiếm gì đó cảm nữa. Cảm ơn con. Nói hay quá ha. Vậy sao không sinh một đứa đi? Cả ngày chỉ biết tới công việc thôi. Con xin mẹ mà, con đã lên kế hoạch hết rồi, hẹn mẹ năm sau đi. Nhỏ này. À Mặc Sên à, hôm qua con đi khám thai á, bác sĩ nói làm sao rồi? Bác sĩ nói cục cưng rất ngoan, em bé rất khỏe mạnh và đang lớn dần theo biểu đồ phát triển. Hơn nữa trong kết quả siêu âm của ngày hôm qua cho thấy kích thước bào thai này đã lớn bằng thai nhi 5 tháng tuổi rồi. Ôi thật hả? Vậy thì tốt quá. Con thấy tính cách của đứa bé này về sau chắc chắn sẽ giống anh như đúc. Anh à, anh muốn Mặc Sên sinh con gái hay là con trai vậy? Cả hai. Vậy cũng đúng, sinh một trai một gái thai lông phụng. Con gái thì giống Mặc Sên, rất đáng yêu. Nếu là con trai thì giống anh. Vậy là hoàn hảo rồi. Không phải đâu. Dĩ Thâm có nói con gái phải giống anh ấy mới không bị người ta lừa. À, còn con trai nhất định cũng phải giống anh ấy. Tại vì con trai thì phải giống anh, như vậy mới có người tự động dâng hiến. Vậy mới lừa được con của người ta. Thank you.
Bác sĩ nói em bé phát triển rất ổn định, bây giờ có thể thấy được tay chân luôn rồi đó. Anh coi đi. Anh có nhìn thấy rõ con của chúng ta không? Thấy rồi. Về nhà coi tiếp ha. Mình đi thôi. Cái áo bộ này đẹp không? Con trai thì tiếp lại. Sao lại nhanh như vậy? Mới đây thôi mà giờ sắp sinh rồi. Mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong nữa mà. Cố lên. Sao em biết được nó giống ai? Nè nhiếp ảnh gia, anh phải có khả năng quan sát chứ. Em... anh nhìn con chúng ta kìa, thiệt là ngoan giống em đúng không? 4 ký 4 lần hả? Nặng như vậy sao? Mặt Sơn à, chị vất vả rồi. Trời, vất vả gì chứ? Đại luật sư nuôi vợ con rất khéo. Nhìn đứa bé đáng yêu chưa kìa. Cười đi con, cười đi con. Cười lên con. Cục cưng. Nghe nè Mặt Sơn, bây giờ cậu nhất định không được bước xuống giường mà phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng đó biết chưa? Với lại á, có ăn đồ dinh dưỡng thì cũng vô dụng thôi, cậu không hấp thụ được đâu, cũng sẽ không tốt cho cậu. Mình biết rồi. Cậu thì biết cái gì chứ? Không sao, có Hà Dĩ Thâm ở đây rồi thì không sợ. À đúng rồi, anh đặt tên cho đứa bé chứ gì? À đúng con rồi. Con bụng chưa? Đặt tên cho con em bé chưa? Tên gì đấy? Nè, giờ đặt luôn đi, đừng để giống tụi mình, để tới lúc làm giấy khai sinh mới suy nghĩ. Em bớt nói lần chút đi. Đã chọn được rồi. Vậy là tên gì vậy? Hôm nay mặt trời rất đẹp. Tên là Hà Chiếu. Chiếu trong ánh dương chiếu sáng. Hả? Ngắn như vậy sao? Anh có thấy cái tên này có hơi đơn điệu quá không hả? Điệu chiếu chiếu à. Hôm nay có mặt trời thì là Hà Chiếu. Vậy nếu không có
thì gọi là Hà bất chiếu sao? Vậy mà cậu cũng chịu được hả? Nghe cũng hay mà. Hà chiếu hả? Chiếu đồng âm với chữ triệu hả? Anh nghĩ ra hả? Trùng hợp. Trùng hợp thôi. Nè, được rồi, Mặt Sơn, hai người cực khổ rồi ha. Anh thấy tên này cũng hay mà, vừa ý nghĩa lại đơn giản nữa. Phải không Dĩ Mai? Sau này tụi mình cũng đặt theo như vậy nha. Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Không lẽ sau này chúng ta đặt tên con là Trương Hà? Chắc chắn con sẽ hận anh chết đó. Tiểu Chiếu Chiếu nè, nè con, con phải ngoan nha. Tiểu Chiếu Chiếu nè, nè. Hà Chiếu, cười lên. 1, 2, 3. Nhìn bên này. 1, 2, 3. Được rồi, vậy giờ chúng tôi về trước đây. Đúng đó. Anh chăm sóc họ đi. Em còn phải về pha sữa nữa. Anh ở lại với chị Mặt Sơn ha. Được, tạm biệt. Anh cố gắng nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Em nói vậy thôi chứ anh phải anh về pha sữa cho em đó. Trời biết ơi, chưa? Mấy chuyện đó giờ mốt mà làm gì nữa là anh giận á. Em nói thiệt mà. Có lo gì đâu. Tranh thủ về lẹ đi kìa. Con nói gì đó? Sao vậy? Nè, thôi được rồi, mẹ thương mà. Ngoan nha. Ba yêu con nhiều lắm đó. Ba nói con là mặt trời nhỏ của ba. Cũng giống như mẹ vậy.我轻轻放开了手，低头沉默，安静的嘶吼，分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？ 再一万次你回过头，你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。 等待最后一眼，最后一别，最后一天，最后一点滴滴答答，消失的时间，最后这场爱情难逃浩劫。当。
幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别，沿海岸线终结，这渐渐的告别，沿海岸线终结。